trong một tháng gần đây đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày, ngày 12 tháng 11, ngày 30 tháng 11 và ngày 6 tháng 12. Rét đậm rét hại mới chỉ xảy ra tại một số nơi thuộc vùng núi cao các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 8 đến 11 độ C. Thực tế các đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh, vì thế thời tiết chủ đạo vào ban ngày ở Bắc Bộ chỉ ở mức se lạnh kèm theo nắng hanh. Tuy nhiên, theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, phía Bắc nước ta sắp đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông. Khoảng ngày 16 tháng 12 sẽ có một cái đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta, và từ khoảng đêm ngày 16 trở đi thì do tác động của gió mùa đông bắc mạnh thì các tỉnh miền Bắc và trong đó cả khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một cái đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Với cái nhiệt độ thấp nhất chúng tôi nhận định trong cái đợt này ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xuống dưới 10 độ và khu vực vùng núi cao xuống dưới 3 độ. Và nó sẽ gây ra một cái đợt mưa vừa mưa to ở khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 17 trở đi, và Bộ có những điểm mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt không khí lạnh sắp tới không chỉ gây ra sự suy giảm nhiệt độ nhanh chóng kèm theo hiện tượng mưa dông ở nhiều khu vực trên đất liền, mà thời tiết biển cũng sẽ chịu tác động mạnh và có những diễn biến vô cùng nguy hiểm. Cái đợt không khí lạnh mạnh này sẽ gây ra một cái đợt gió mạnh ở trên khu vực Biển Đông. Từ khoảng ngày 16 trở đi sẽ có ở khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, cũng như khu vực Bắc giữa Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, cùng với đó là cái sóng sẽ cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra thì ở khu vực phía Bắc có thể có lúc sóng còn cao trên 5 mét, gây ra cái tình trạng biển động mạnh diện rộng trên hầu khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, cũng như khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả các vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, gia tăng cả về tần suất và cường độ trong vòng nửa tháng tới. Sang đến tháng 1 năm 2024, không khí lạnh vẫn có thể gây rét đậm nhưng sẽ không kéo dài.